Em xin chào anh trai khách hàng ở Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Có đặt em bộ mixer Mat 99 và một cặp micro đôi Mat 39. Và đây là sản phẩm của anh đây. Mat 99 và cặp micro đôi. Sau đây em sẽ hướng dẫn cho anh trai cách ghim dây và cách để cho anh thu âm hát trực tiếp. Thu âm hát trực tiếp thì em có kèm theo cho anh một cái tai nghe cao cấp M1 này đây, và một cái dây chuyền để livestream ha. Cái này là để sau này anh livestream, và một cái gắt chuyển để mình gắn vô cái tai nghe mình hát livestream. Đây toàn bộ sản phẩm của anh. Giờ trước tiên em sẽ mở nguồn và cài đặt kết nối rất là chậm cho anh từ món nha. Thì đầu tiên thì mình phải mở nguồn đúng không? Bất kể mixer nào mình phải mở nguồn nó lên, nút nguồn phía sau nha. Mở nguồn lên. Hiện tại là cái chữ Bluetooth đang chớp, anh thấy không? Mình vào cái phần cài đặt điện thoại. Này em lấy điện thoại của bé ra em làm luôn nha. Tìm chữ cài đặt nha. Bất kỳ điện thoại nào cũng vậy, tìm vào phần cài đặt. Chúng ta bật Bluetooth lên. Rồi, nó đã hiện ra chữ Mat 99 Bluetooth, anh ấn vào. Khi mình kết nối Bluetooth thành công thì cái chữ Bluetooth nó không còn chớp nữa nha, anh chú ý cái phần này. Rồi, như vậy là xong cái phần kết nối Bluetooth ha. Tiếp theo, em sẽ hướng dẫn anh cách găm micro. Đây là cặp micro của anh đây. Em làm rất là chậm. Găm vào lỗ đầu tiên luôn ha. Trong cặp micro nó có chữ on off nè. On off anh bật lên chữ on giùm em ha. Bật cho lên đèn xanh nha. Tiếp theo đây anh nhìn nè, đèn xanh nè cho anh nhìn. Tiếp theo lấy micro ra. Sản phẩm nó có pin đầy đủ hết trơn ha, có sẵn cho anh hết. Rồi lấy micro ra. Quan trọng cái khúc này nha. Để em lấy cục pin cũ ra đi, cục pin mới của anh để nguyên cho anh. Khách hay nhầm lắm anh. Khách hay nhầm mà ghim nhầm đầu pin, rồi có một số khách ghim nhầm hoài à. Nhớ là găm đúng chiều cái pin của em đi. Rất là dễ, nó có cộng trừ hết trơn à. Mà nhiều khách ghim nó nhầm, ghim nhầm rồi mở micro không lên. Nè, tiếp tục. Tiếp tục mở nguồn mic lên ha. Mở nguồn mic lên, xong cái phần kết nối mic. Rồi cái phần thứ ba là anh muốn hát qua âm ly thì đây, em có kèm theo cái con dây AB này đây. Con dây này đây. 2 đầu 3.5 ha. Em mở ra em làm cho anh luôn ha. Không ghi ví dụ luôn. Ví dụ cho anh ha. Anh về anh thấy cái chữ layout nè, layout hai cái nút ngoài cùng. Mà trước khi mình găm qua sen này vào thì tất nhiên là phải có cái gắt để mình gắn qua sen. Đây em có tặng cho anh thêm hai cái gắt này nữa. Em làm chậm nha, clip khác cái này để cho khách khác xem chung. Hai gắt này để chuyển ra qua sen đây. 1 2. Hai đầu còn lại mình găm vào nha. Như vậy đây. Rồi. Tiếp theo hai đầu còn lại này chúng ta găm vào cái đít lo kẹo kéo mà nó có chữ line in, chữ in, chữ in hoặc là âm ly á, line in. Nói chung mình cắm nhầm không sao, mình cắm mình mở nhạc có tiếng là ok, mình cắm đúng. Thì em đã hướng dẫn rất là kỹ thôi, nhưng mà nhiều khách không hiểu để gắn nhầm chữ layout, nhớ chữ line in nha. Và tiếp theo đây là hướng dẫn cho anh cách để sau này để livestream nha, livestream thu âm. Em có đem cho anh ba cái món đồ này nữa đây. Anh nhìn kỹ nè, cái livestream bên em nè. Cái gắt chuyển này em tặng kèm nha. Tiếp theo
Rồi anh gầm cái dây live stream này vào. Mở dây em làm luôn. Rồi test cho anh luôn. Gầm rất là chậm cho anh luôn nha. Không có kỹ thuật phần mềm, không có kỹ xảo cắt ghép gì hết. Anh nhớ cái màu đỏ nè, màu hồng nè, cái cốc. Một lỗ còn lại chúng ta tháo cái tai nghe. Tai nghe này, kèm cho anh đây. Để em kiếm cái tai nghe cũ nha. Đợi em cái em kiếm tai nghe cũ. Đây. Đây là cái tai nghe, cái tai nghe cũ là giống cái tai nghe của anh 100%. Đây. Tại em lấy cái tai cũ, tai của anh mới khỏi khui ra. Rồi em sẽ ghim vào cái lỗ còn lại ha. Anh chú ý xem hết clip này để có quên anh tua đi tua lại nha. Đây anh dòm đây. Đây là để dành mình hát trực tiếp live stream nha. Cái cách của em nha. Đầu xanh này có chừng nhầm nha anh nha. Em cuộc lại làm dấu luôn. Rồi. Đây. Đầu đen còn lại này, chúng ta khi chúng ta hát trực tiếp Facebook, chúng ta nhớ gắn cái cọng dây này vào cái điện thoại phát Facebook nha, hoặc là ghi âm quay phim nha, để thôi truyền tín hiệu cho khán giả đó, còn mình thu âm đó. Còn bên đây là ra và ngoài thì không nói rồi. Nếu mà anh hát á, hát qua âm ly ăn nhậu ở nhà thì không có xài này nha. Cái này là ví dụ em làm kỹ thôi, làm kỹ từ chi tiết thôi. Rồi bây giờ em sẽ mở nhạc lên, em test cho anh luôn. Giờ trước khi em mở nhạc ha, rồi hồi em hát luôn, em chỉnh cho anh từ chi tiết luôn ha. Bấm nhạc cho anh nghe. Nhạc. Rồi nhạc đây. Rồi bắt đầu em găm dây clip vô này nha, găm dây thu âm vô nha. Xài vào Bluetooth, đây là âm lượng nhạc nha. Âm lượng nhạc, anh nhớ nha. Em tắt nè. Đây là chế độ HMP3 nha, hát dây nha. Tắt. Đây là âm lượng to nhỏ của mình thu âm nha. Rồi các cái chế độ, 16 cái chế độ, anh chú ý nè. Mình thu âm thì mình thu từ số 1 đến số 5. Còn mình hát ăn nhậu thì từ số 6 đến số 10 tùy theo cái giọng của mình nha. Đây em bấm nó cho anh xem đây. Đây là cái chế độ số 1, số 5. Đây là số 4. Đây là số 3 nha. Chế độ mình thu âm. Đây là số 6. Đây là số 7 nha. Số 7. Tiếp theo đây là âm lượng của mic nha. Cái này em chỉnh có 3 giờ thôi nha. 3 giờ. Cái này cũng 3 giờ thôi nha. Âm lượng động nghe nè, cũng bằng mic nè.
đây là chép của mít nha. Đây là bát của mít nha. Đây em chép cái phần này cho anh nhìn thấy. Tùy theo giọng của người mỗi người nữa. Bây giờ giọng em bớt tăng chép, ví dụ như đây. Đây là chế độ tăng chép. Không có gì mà gắt gói hết trơn. Anh chỉ quan trọng á, cái nút FX này nè, nút tắt chế độ nè. Đôi khi quên nè, quên này, quên tắt cái nút này, hát không có vọng, không có echo gì vệt nè. Đây, nhớ kỹ nha anh trai. Đơn giản như vậy thôi. Đây là âm lượng mình đeo tai nghe nghe một thu âm. Cái này anh không có tác dụng nha, không có tác dụng khi mình xài qua dàn lớn nha, không có tác dụng. Rồi bây giờ em sẽ hát thử cho anh chế độ số 5 và chế độ số 7. Giờ chế độ số 7 trước nha. Đây là cái chế độ ăn nhậu nha. Em bớt đi vào lại luôn. Cái này là ok lắm rồi. Anh nhìn kỹ nha, nhìn kỹ em chỉnh nhạc có 50 thôi nha. Anh thấy cái chỗ 12 giờ tùy theo lớn nhỏ mình tăng. Em hát một đoạn cho anh. Số 7 trước nha. Solo cùng tình bố lê số. Anh đang đàn em buôn lời hát. Dòng em đậm đà cao vút ngân nga. Hồn em trang hoa theo cung dân. Solo cùng tình bố lê số. Khán giả ngồi nghe em lời hát. Giọng em ngọt ngào tìm mai dân cao. Giọng em giàn sao cùng tình bố lê số. Rồi bấm đứng lại. Đây là cái chế độ mình thu âm nha. Thu âm trở lại số 5 trở lại thôi anh nha. Vì số 5 anh thấy không? Điền vệt cao. Alo. Số 3 anh thu cũng được đó nha. Bây giờ em sẽ ve lại em hát cái chế độ thu âm cho anh. Hát lại từ đầu nghe anh. Kỹ cách anh thu âm nè. Và em đã chỉnh sẵn cho anh hết em. Em đang hát thu âm chế độ số 3. Solo cùng tình bố lê số. Anh đánh đàn em buôn lời hát. Dòng em đậm đà cao vút ngân nga. Hồn em trang hoa theo cung dân ca. Solo cùng tình bố lê số.
Đây là âm thanh mono nha. Âm thanh mono. Âm thanh mono nha anh ơi. Thu âm anh không cần xài nha. Âm thanh mono nó trộn á, trộn nhạc đó. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh trai ở Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Và anh xem lại sản phẩm của anh đây, đồ của anh đây. Gồm có một mixer, một dây chuyên livestream thu âm ba màu, một gắt AB, một gắt dây hai cái gắt và cái dây AB để mình gắn qua âm ly thùng bass lớn ha. Và tai nghe đây, tai nghe của anh em cũng chưa khui luôn nha anh nha. Và đây là cặp mic của anh luôn, một cái mic em đang cầm á, một cái mic trong hộp chưa khui nữa nha. Đây pin có sẵn về trong đây, anh về anh gắn vô xài luôn nha. Và có cáp sạc luôn, khi mình hết pin cái cục này mình lấy công cáp này ra. Còn nếu mà anh có cục sạc Samsung vẫn sạc được chung với cái cục cái kết nối của cái cặp pin luôn nha. Đây là toàn bộ sản phẩm của anh. Anh xem lại một lần nữa giúp em. Cặp pin. Đây. Mixer dây em gắn chi tiết đó. Anh có quên thì anh nhìn lại clip này. Nhớ thu âm cho em là chế độ từ số 5 trở lại nha. Vì mình thu âm bài hát hoặc nó không có delay nhiều để mình giống như những bài hát của các ca sĩ trên mạng họ hát đó. Nó không có giọng nhanh nhé, nó chỉ vang sâu thôi nha. Đây em đang sẽ hát cái chế độ số 3 thu âm cho anh luôn đó. Và lúc đầu em đã hát cho anh chế độ số 7, tùy theo anh thích chế độ nào mình chỉnh và anh về có thể hạ bass tăng chép được nhé. Rồi cảm ơn anh trai ở Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi rất nhiều đã ủng hộ mixer Mát 99 và một cặp micro Mát 39 á. Cảm ơn rất nhiều.